Một tuần đúng không? Đúng một tuần đúng không? Một tuần không có gì đừng có trách tôi nghe chưa? Chắc chắn một tuần đúng không? Tôi nói cho chị nghe, một tuần nữa chị không có tiền trả cho tôi. Không phải cái nồi cơm điện này không? Chị giận tôi nè! Tôi đốt nhà chị luôn á! À! Trời ơi, cái quân què dĩ dây bà! Đạt em thiết được 100 triệu bò vì tình huống này. Cái màu buồn quá đấy Đạt à! Cái buồn được biển gì mà kỳ vậy? Quá chán khoảng trăm giờ này rồi. Quang luôn cái nồi cơm nhà người ta luôn. Nè, muốn động tay động chân không đâu. Anh có tin tôi bán không? Đúng rồi đó. Chúng ta lại đến với tập 4 12 đời sinh hậu duệ của biển. Tổ thiết kế đã sẵn sàng vào vị trí để set up nhà cô Năm. Đây là cô Năm nè. Anh Tư Lửa thì có vẻ hào hứng với chiếc nồi cơm điện. Chị giận tôi nè! Tôi đốt nhà chị luôn á! À! Trời ơi, cái quân què dĩ dây bà! Đạt em tiếp được 100 triệu bò vì tình huống này. Cái màu buồn quá đấy Đạt à! Cái buồn được biển gì mà kỳ vậy? Quá chán khoảng trăm giờ này rồi. Quang luôn cái nồi cơm nhà người ta luôn. Tôi đốt cái nhà của bà luôn đó! Anh ơi, tránh là con đường này tôi anh ơi! Anh ơi, tránh là con đường này tôi! Anh ơi, cho nó con miếng này cho tôi. Anh ơi, cho nó con miếng này cho tôi. Anh ơi, cho nó con miếng này cho tôi. Các chiến binh camera đã sẵn sàng. Ôi giời ơi, nhìn chị bé Hai dễ thương chưa nè. Hai mẹ con Bảo thì đang chăm chú học thoại. Chưa diễn xong đã được phát lương nè. Ồ, hóa ra là tiền đạo cụ. Thời tiết khá là oi bức nhưng ekip vẫn nỗ lực hết mình. Và đây là thành quả của ekip. Giúp em cho em chết với tụi nó quá chị ơi. Em sống không nổi với tụi nó đâu chị à. Em xin chị, giúp giùm em đi chị. Nhìn mọi người vậy á, tôi cũng không có đành lòng. Thôi giờ vậy, tôi sẽ bớt miếng ăn của tôi lại để tôi cho mọi người mượn nha. Hên là sáng nay đã được ăn một tô mì mực tối qua. Cầm tay coi, cầm tay coi. Đã chỗ ngủ nữa mà mấy kia cũng 135 rồi nằm đó. 2 giờ rưỡi dậy đó. Không mấy tiếng rồi mà ngủ không được. Nằm này đó, nằm chứ không gì đó. Quỳnh ơi, Quỳnh ơi. Dạ. Thì sáng giờ thì cũng có chút trục trặc đoạn đầu tiên nhưng mà hơi trục trặc một chút. Nên mọi người vẫn cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thì với Quỳnh thì quay nắng nhỉ. Sáng giờ mới có mấy tiếng đồng hồ nhưng mà mặt như đít nồi rồi. Nghe nó nổi lên đốm đốm này nè. Với không gian làm việc như thế này thì thích đi ngủ. Gió hiu hiu mát mát, cảnh trí chiêu chiêu nữa. Khung cảnh lên thơ trữ tình của chúng ta. Điện thoại Nokia siêu đập đá giá chỉ từ Tâm cảnh nhà biển bị đòi nợ đã sẵn sàng. Tiền thôi mà, có gì đâu. Bao nhiêu tiền? 100 triệu. Anh nói đừng đỏ, có gì đâu mà đòi tiền mà lắm nữa nạt ta. Anh đòi nợ thì tiền, cứ nói là đưa tiền chứ làm gì tự nhiên nạt người ta. Mà đưa 100 triệu đây. Ở đâu ra tôi cầm tháng 100 triệu đưa anh. Vừa học thoại vừa chịu khó khoan miếng luôn nè. Tôi đâu biết được qua đây trả nợ đâu mà tự nhiên tôi đâu về đâu đi vậy. Về chuyển khoản ra. Không muốn động tay động chân đâu. Anh có tin tôi bán không? Đứng lại đó. Tình hình này không biết bao giờ mới xong phân cảnh này đây. Hả? Mày ở không quá. Từ từ có nhà không vậy? Ôi giời ơi, may quá, xong rồi. Từ khỏe không? Không có thời gian, vô thẳng vậy. Quay lại. Cái gì vậy? Đứng ra. Đắc. Ủa mày làm cái gì vậy? Ông thiếu nợ tao, tao tới tao đòi. Ông có tiền tao phải xiết nợ chứ sao? Hả? Cái làm cái gì? Hả? Lâu rồi mày! Làm vậy đi! Lên! Hôm nay tiền lãi nó lên tới 50 triệu và hôm nay dắt hai thằng em đây để đòi tiền. Chúng tôi vẫn chưa có tiền trả nợ, buộc lòng tôi phải siết nợ, câu chuyện nó là như vậy. Thì tiền thôi mà anh Tư, giải quyết được, không có gì đâu. Làm cái gì? Thì đưa tiền cho người ta chứ làm gì? Có phải chuyện của mày đâu. Bây giờ sao muốn ta siết nhà hay sao? Điên hả? Phải thông cảm cho tôi chứ, tôi cũng thiếu nợ vậy, tôi phải nuôi hai anh em tôi chứ. Thì em hiểu, em hiểu. Tôi nợ tiền lương nó. Rồi Tư ơi, em hiểu rồi, anh Tư. Anh mình... Bao nhiêu đây? Chỉ đủ một phần lãi thôi. Những lúc như thế này, chúng ta cần nở một nụ cười thật tự tin. Đây là phân cảnh cái thằng sầu nè. Sau một hồi vật vã, ekip đã chạy xuống bờ biển để quay phân cảnh cho kịp. Tập trung học thoại nhưng không quên giỡn. Rồi, khi nào có tiền trả lại tao. Thì bây giờ mày xếp cái tiền cho vô. Không đá, không đá, không. Thế thì là ác ghê á. Đây là một phân cảnh cực kỳ căng thẳng. Nhưng vẫn dáng giỡn thêm miếng nữa. Con muốn chứng minh những đồn đoán là sai sự thật mà. Bà nói không, con không được đi đâu hết. Nhưng mà con quyết định rồi ba. Đi. Anh nghỉ ngồi nghỉ ngồi kìa. Nghỉ một phần. Mãi rồi cũng diễn thành công nè bà con ơi. Con chỉ muốn chứng minh những đồn đoán là sai sự thật. Bà nói không, con không được đi đâu hết. Nhưng mà con quyết định rồi. Hey!